Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion trên Coi 68. Lại là mình Hùng Phong đây. Trong số podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ back to old school với một vị khách mời đã rất là quen mặt với các bạn khán giả nghe podcast rồi. Xin chào Nguyên. Hello, xin chào mọi người. Hello Phong. Thì rất vui là lại tiếp tục có mặt trên podcast để cùng chia sẻ với anh em những cái vấn đề liên quan đến thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Thì hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nó mang lại nhiều giá trị cho anh em. Yeah, thì trong cái số podcast về Solana, hai số podcast về Solana chứ, nếu mà các bạn đã từng nghe về nó thì trong cái podcast đó có nhiều bạn phản hồi về cái về thứ hai, tức là trong đó bọn mình đã có đề cập đến cái thesis về đầu tư được rút ra khi mà nghiên cứu về thị trường DeFi này rồi, đó là hãy đầu tư vào những dự án trên Solana và hãy đầu tư vào token của Polkadot. Vậy thì trong podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về nửa sau của cái thesis đầu tư đó. Đó là tại sao chúng ta nên tập trung vào cái token hiện tại của hệ sinh thái Polkadot thôi mà không phải là những dự án đang được xây lên, mặc dù là hệ sinh thái này đã phát triển rất nhanh. Vậy thì Nguyên có thể tóm tắt lại là Polkadot là gì và nó đang hướng tới làm những cái gì trong thời điểm hiện tại được không? Một tháng đổ lại đây thì anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có cái hoạt động đấu giá ở trên Kusama. Thì chúng ta đã hoàn thành được 5 cái slot đấu giá và họ đang có một cái quản nghị trước khi tiếp tục đấu giá các cái parachain trên nền tảng của Kusama. Thì đây là một cái bước gọi là phát triển, nó có thể coi là, với mình nó được coi là chậm, nhưng mà nó là một cái tín hiệu rất là tốt cho hệ sinh thái Polkadot. Bởi vì như anh em biết đó, là Kusama, cái vai trò của nó hiện tại nó như là một cái nếu như mà nói là testnet thì không đúng. Bởi vì trên Kusama họ có tiền thật và họ làm token trên đó là có giá trị thật. Để dễ hình dung thì nó sẽ là một cái mạng gọi là chị em. Có một người từng bình luận là Kusama giống như một cái hộp thời gian của Polkadot vậy. Ở trong đó thì tất cả mọi thứ, thời gian nó trôi nhanh hơn gấp 4 lần. Để mà khi mà mình bỏ một cái gì đó thử nghiệm vào Kusama đúng thì rồi. Mình có thể thấy được cách nó grow lên đúng không? Thì như anh em có biết là số lượng slot parachain ở trên Kusama nó thấp hơn ở trên Polkadot. Thì mình nhớ đâu đó tầm khoảng 30-40 gì đó so với 100 ở trên Polkadot. Thì cái số lượng slot parachain ít hơn thì nó sẽ giúp cái khâu đồng thuận và xây dựng nó trở nên tiện dụng hơn, và cái việc thử nghiệm nó sẽ được đơn giản hóa đi. Thì chắc là mình nói sơ về cái việc parachain đi ha. Yeah. Như anh em biết là cái cấu trúc của Polkadot á, nó sẽ có một cái vòng trung tâm ở giữa. Cái vòng trung tâm này mọi người gọi là relay chain. Thì cái vòng trung tâm này sẽ có các cái parachain người ta cắm vào, và các cái parachain này sẽ tương tác và giao tiếp với nhau thông qua cái hệ thống chủ là relay chain. Thì số lượng parachain nó được giới hạn, do đó là nó sẽ phải thực hiện cái khâu đấu giá mà như hồi đầu mình nói á. Thì cái đó là dành cho một vài anh em chưa nghe qua về cái việc parachain là gì hay là cái cách đấu giá. Thì mình nghĩ là ok, cái khâu đấu giá parachain hiện tại thì nó là một cái tín hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy là hệ thống vẫn đang tiếp tục build chứ không phải là kiểu bánh vẽ và dừng lại cuộc lụn ngay từ cái khâu mà chill white paper. Thì nhưng mà Nguyên này, Polkadot chính xác nó sinh ra để nó giải quyết vấn đề gì ha? Tại vì nếu mà cân nhắc đến tất cả những cái yếu tố của một blockchain nền tảng mà Polkadot đang làm á, là số giao dịch trên dây, rồi là phí giao dịch, rồi là tốc độ giao dịch, rồi các thứ, thì Polkadot không mạnh hoàn toàn lên ở khoản nào. Đảo qua một số thông số trên lý thuyết của Polkadot nha, nó sẽ được khoảng 1.000 giao dịch trên dây so với lại hơn 60.000 của Solana. Phí giao dịch trung bình thì cũng là $1 trên một giao dịch,
thì thấp hơn Ethereum nhưng mà vẫn chưa thể nào thấp bằng những mạng khác như là Binance Smart Chain được. Vậy thì chính xác Polkadot sinh ra để nó giải quyết cái vấn đề gì? À, thực ra thì với vai trò là một cái blockchain thì Polkadot họ vẫn hướng đến ba vấn đề chính thôi. Đó là tốc độ giao dịch, sự phi tập trung và độ bảo mật. Thì đôi khi chúng ta nếu như mà so sánh về speed đi thì nó không hoàn toàn nhanh như Solana đúng không? Phí giao dịch đồ này nọ thì sẽ khó mà so với lại BSC hoặc là các cái dự án Layer 2 hiện tại. Tuy nhiên là với mình Polkadot hiện tại nó đang duy trì được một cái độ balance giữa ba cái cạnh của tam giác như mình đề cập hồi nãy, tức là nó sẽ phi tập trung hơn và tất nhiên là vì nó hướng đến cái yếu tố này nên là nó sẽ phải nên là hệ thống tổng của Polkadot sẽ phải hy sinh một vài yếu tố như là phí hay là tốc độ giao dịch. Tức là nếu như mà anh em thấy á, cấu trúc của các hệ sinh thái hiện tại á, nó sẽ là một cái nền. Ví dụ như Solana nó sẽ là một cái nền, BSC nó sẽ là một cái nền, và các cái DApp nó cứ dùng cái nền này nó build lên. Còn Polkadot á, như mình nói hồi nãy, nó sẽ có một cái hệ thống tổng ở giữa và các cái parachain nó sẽ độc lập, nó hoàn toàn vận hành một cách độc lập, và các cái parachain này họ sẽ có một cái quy định để vận hành mạng lưới riêng của họ. Tức là hiểu nôm na Polkadot nó sẽ là một blockchain của blockchain và nó sẽ đánh mạnh về cái yếu tố decentralized hơn. Thì theo mình cái đó là một cái yếu tố hay của Polkadot. Vậy thì nói về cái vision của Polkadot đi. Vậy thì các dự án trên Polkadot đang phát triển với tốc độ như thế nào? Hiện tại thì mình thấy các dự án thì vẫn đang mới chấm nợ thôi. Token thì họ đã có rồi nha. Ví dụ như kiểu như Kono thì nhiều anh em chắc cũng đã biết đến dự án này. Nhưng mà họ sẽ bây giờ thì họ mới bắt đầu công bố các cái roadmap và phát triển dần sản phẩm. Rồi các cái sản phẩm như chắc hot nhất thì mình sẽ thấy là Karura ở trên Kusama và cái phiên bản ánh xạ ở trên Polkadot nó là Akala. Thì nó đã có sản phẩm rồi và anh em có thể bắt đầu test các cái sản phẩm này, gắn ví vào và test dần. Thì nhưng mà cá nhân mình nhận định thì nó vẫn đang ở giai đoạn gọi là mới chấm nở. Và TVL hoặc là các cái thông số mà anh em thường thấy ở một dự án DeFi nó vẫn đang khá là bé. Đơn giản vì anh em biết là mainnet của Polkadot thì đã triển khai từ đâu đó 2 năm trước rồi. Nhưng mà cái gọi là cái đặc trưng của Polkadot là cái cấu trúc mà parachain hay là relay chain đó, thì nó vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động. Tức là anh em vẫn chỉ có thể gọi là chuyển tiền dưới định dạng của DOT trên cái mainnet của Polkadot thôi. Nhưng mà cái gọi là cái unique selling point của họ là cái parachain thì nó vẫn chưa hoàn thiện. Thì chính cái điều này nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái tốc độ của các dự án trên Polkadot. Vì họ mình thấy là use case của các dự án parachain thì nó vẫn khá là ít so với các hệ sinh thái khác đúng không? Thực ra thì những cái mạng của DeFi thì về cơ bản nó đã được định hình rồi. Thì mình nghĩ là bất cứ hệ sinh thái nào họ đã DeFi ra, họ đã quy định ra những cái mạng như thế thì dự án tiếp tục họ fill vào những cái khoảng trống đó thôi, chứ không hẳn là nó sẽ bị khuyết. Tốc độ vẫn là khá chậm bởi vì dự án vừa phải build mà họ vừa phải dòm sang các cái triển khai của hệ thống tổng nữa. Còn nếu nhìn vào chi tiết một vài dự án nổi bật thì Nguyên sẽ cảm thấy ấn tượng với những dự án nào đang được build trên Polkadot? Mình nghĩ là một là Blazum, tức là mình nhớ không lầm ở bên Kusama thì nó tên là Sidon. Thì cái dự án này nó làm về một cái hub. Thì cái dự án này nó sẽ đánh thiên về mặt hạ tầng nhiều hơn. Tức là nó sẽ là một cái hub để các cái smart contract có thể dễ dàng build sản phẩm tương thích với hệ thống tổng của Polkadot. Thì cái này là một trong những sản phẩm mình cho là
khá ấn tượng. Bởi vì và Sweden cũng mới thắng cái đấu giá Parachain mới đây đúng không? À, đúng rồi, họ là top 2 hay sao, mình nhớ là top 2, top 1 là Karura. Rồi mình nghĩ là một dự án khác thì chắc nhiều anh em cũng đã để ý rồi, đó là Karura. Thì Karura thì bên cạnh Landing thì họ nói chung là họ cũng xem hướng đến khía cạnh là build một cái hub, tức là tổng hợp rất nhiều các sản phẩm mà anh em thường thấy trên DeFi, tức là vừa swap anh em vừa swap được, vừa có thể thế chấp Landing, rồi mint ra các cái token, các cái stablecoin để tiếp tục thanh khoản cái dòng vốn của mình. Thì mình nghĩ là hai dự án đó là Blazum và Akala là hai dự án mà mình quan tâm, mình thấy là khá ấn tượng. Đặc biệt là Blazum nha. Tại vì hầu hết anh em thấy là các cái dự án nó build theo cái xu hướng là sản phẩm cuối cho end user. Nhưng rất là hiếm các cái sản phẩm nào mà nó chú trọng đến infrastructure, hạ tầng và những cái hướng đi dài. Thì mình đánh giá khá cao cái hướng đi của team Blazum. Và thông tin thêm cho các bạn là Blazum mới được đổi tên là Asta Network. Trước đây nó tên là Blazum nhưng mà đúng rồi. Ok. Rồi, có một cái nữa mà mình cũng khá là thắc mắc thời gian gần đây, đó là cái trend hot nhất thì là NFT và gaming rồi. Thì mặc dù biết là cái trend này nó rất là mới, nó grow rất là nhanh, nhưng mà Polkadot đã có bất kỳ cái phản ứng nào đối với cái trend này chưa? Tức là đã có dự án nào trên cái nền tảng này tập trung vào cái mảng đó chưa? Mình thấy là hơi ít và hầu như không có. Tại vì NFT gaming thì nó sẽ yêu cầu hệ thống phải có một cái lượng xác thực rất là khổng lồ và nó ảnh hưởng đến cái tốc độ của hệ thống. Mình nghĩ là cấu trúc hiện tại của Polkadot chưa sẵn sàng, và đôi khi là một cái hướng đi nó hơi bảo thủ, theo kiểu như là họ sẽ xây một cái hệ sinh thái truyền thống chứ không kiểu như bắt những cái trend như NFT hay gaming. Thì mình thấy là khá là ít những dự án đang tập trung vào mảng này trên Polkadot. Ok, thì nếu mà theo dõi cái nội dung mà bọn mình nói sơ qua nãy giờ thì có thể các bạn cũng đã hiểu được là tại sao nên chung vào token của hệ sinh thái Polkadot. Vậy thì trong khoảng nửa cuối năm 2021 này thì Polkadot đang có những bản cập nhật lớn nào, và kiểu cái động lực tăng trưởng cho cái token này sẽ đến từ đâu anh em? Trước hết thì chúng ta sẽ cần biết là khi nào Polkadot sẽ triển khai đấu giá, đúng không? Tại vì hiện tại là Kusama. Mới đấu giá ở trên Kusama thôi. Theo như roadmap họ đề xuất á, thì sẽ phải có một cái parachain cắm vào relay chain và vận hành chân chu. Thì họ sẽ bắt đầu triển khai đấu giá ở trên Polkadot. Thì mình nghĩ là hiện tại thì chưa có roadmap fix cụ thể về mốc thời gian, nhưng mà tức là Polkadot cũng chưa tự tin lắm về cái khả năng đáp ứng được cái deadline của mình. Đúng rồi, nhưng mà dạo gần đây mình theo dõi thì có một cái dự án đó là Moonriver, thì họ cũng hoàn thành được khi mà họ đề ra 6 cái phase để thực sự là cắm parachain vào mạng lưới tổng á, thì họ hoàn thành được đâu đó khoảng 2 phase rồi. Thì cái đó là một cái ước lượng 2/6 phase. Thì cái đó là một cái ước lượng để anh em có thể cảm nhận được là khi nào Polkadot sẽ bắt đầu thực hiện cái việc đấu giá. Thì khi mà đấu giá Polkadot á, đấu giá parachain bên Polkadot á, thì chắc anh em cũng đã nghe nhiều về cái hình thức này, tức là dự án sẽ phải huy động DOT để stake vào mạng lưới. Thì khi mà họ stake DOT vào mạng lưới á, thì một cái lượng rất là lớn token sẽ được khóa lại và nó được loại bỏ khỏi khỏi cung lưu thông. Họ không đốt nha, tại vì lock xong thì những cái slot parachain này sẽ là thuê, về cơ bản sẽ là thuê, và dự án sẽ là người đưa ra chiến lược, tức là anh em nào follow dự án nào thì sẽ có cái chiến lược họ thông báo ở trên trang chủ á.
thì họ sẽ thuê theo period, theo thời hạn, kiểu như 6 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó. Thì khi mà 2 năm xong, ví dụ hết kỳ hạn thì họ sẽ không không thuê cái slot đó nữa, và Polkadot sẽ trả lại token cho họ. Thì nó sẽ giúp Polkadot giảm được một cái lượng cung khá là lớn trong một khoảng thời gian. Thì mình nghĩ cái đó cũng là một cái động lực để anh em theo dõi Dot. Khi mà có đấu giá mà ở trên Dot thì cái nhu cầu mua Dot để mà tham gia đấu giá thì chắc nó cũng sẽ rất là lớn và càng giúp cho Dot tăng trưởng thêm nhiều rồi nhỉ. Và thực ra Dot là một cái đồng coin tăng khá là mạnh trong thời gian vừa rồi ấy. Mình nhớ là nó tăng từ khoảng 12 đô rưỡi mà tăng lên đến tận lúc mà bọn mình làm podcast này là gần 21 đô rồi, cũng gần gấp đôi. Thì Nguyên vẫn nghĩ là nếu mà Polkadot làm được những cái thứ mà mình vừa thảo luận qua thì khả năng cao là nó vẫn còn tăng trưởng rất mạnh trong thời gian tới, đúng không? Ừ, thì mình nhớ đâu đó cái định cũ của Polkadot thì cái vốn hóa lưu thông của họ sẽ đâu đó tầm khoảng 40 tỷ. Cái circulating cap thì đâu đó tầm khoảng 40 tỷ. Và với cái mức giá hiện tại thì Polkadot đang có circulating cap đâu đó tầm khoảng 23 tỷ. Thì mình khoan nói về vẫn là 1/2. Thì khoan nói về FPV đi. Khoan nói về cái vốn hóa nó được pha loãng toàn bộ, nhưng mà với mình á thì thường á thì anh em sẽ để ý là người ta sẽ ít dùng circulating cap mà người ta dùng FDV, fully diluted cap. Nhưng mà với cái trường hợp của Dot thì mình nghĩ là với cái việc mà họ sẽ liên tục khóa token lại thì circulating cap nó cũng nói lên rất nhiều điều, thì anh em cũng nên chú ý cái thông số này bên cạnh cái thông số FDV mà anh em thường theo dõi. Tại vì cái con số mà số DOT mà được stake vào nó có nhiều hay không thì nó sẽ phản ánh qua rất nhiều cái circulating cap, thì anh em có thể theo dõi và đối chiếu hai cái thông số này để có được một cái góc nhìn nó toàn diện hơn về hoạt động hiện tại của hệ thống Polkadot. Yeah. Ok, mình nghĩ như vậy là cũng đã được một vòng overview khá đầy đủ cho và có nhiều keyword cho anh em nào muốn nghiên cứu về hệ sinh thái này có thể research thêm. Trong những số DeFi discussion lần tới, các bạn muốn mình cùng thảo luận về dự án nào, về hệ sinh thái nào, có thể giúp mình comment vào phần bình luận. Và chắc là số podcast ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn Nguyên đã dành thời gian để giải đáp những câu hỏi về hệ sinh thái Polkadot, và hy vọng là có thể tiếp tục gặp Nguyên trong những số podcast lần sau. Ok, thank you Phong. Cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe hết số podcast này, và hẹn gặp lại anh em ở những số lần sau. Cảm ơn anh em.